Ngày 23 tháng 5, thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với công an thành phố, công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thái Nguyên đã tổ chức chương trình vui học an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ và tuyên truyền phòng tránh cứu hộ cứu nạn tại trường tiểu học Nguyễn Huệ. Tham gia chương trình, giáo viên và học sinh nhà trường được thông tin nhanh về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông từ đầu năm đến nay, hướng dẫn cách xử lý tình huống và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông, phổ biến các quy tắc đảm bảo an toàn, phòng tránh cứu hộ cứu nạn giao lưu trả lời câu hỏi tình huống và các nội dung của luật giao thông đường bộ cùng với đó các em đã được hướng dẫn lái xe an toàn và đội mũ bảo hiểm đúng cách thông qua chương trình hiểu biết ý thức và trách nhiệm của các em học sinh khi tham gia giao thông sẽ được nâng lên góp phần tạo dựng môi trường giao thông an toàn cho xã hội